Quý vị, ngày 5 tháng 6, tại buổi làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã trình bày tờ trình về dự án luật nhà ở sửa đổi đã có nhiều thay đổi so với ban đầu, theo hướng tích cực và đồng bộ với các luật liên quan, trong đó có nhiều đề xuất thực tế hơn. Điển hình như đã đề xuất bỏ quy định thời hạn sử dụng với căn hộ chung cư. Những ý kiến bất đồng cho rằng căn hộ chung cư là một loại tài sản có giá trị lớn. Do đó, dự thảo luật nhà ở sửa đổi sẽ bổ sung những nội dung liên quan đến thời hạn sử dụng, các trường hợp phá dỡ nhà chung cư, đồng thời làm rõ hơn trách nhiệm của các bên liên quan khi phá dỡ, cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư. Dự thảo cũng đề xuất thay đổi quy định về người nước ngoài được sở hữu nhà gắn quyền sử dụng đất. Cụ thể, cho phép giữ nguyên quy định tại dự thảo luật nhà ở sửa đổi về cá nhân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam được mua, sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Tuy nhiên, sẽ không cho phép người nước ngoài được sở hữu nhà gắn với quyền sử dụng đất. Về quỹ 20% đất trong dự án thương mại để xây nhà ở xã hội, thay vì áp đặt như trước, Bộ Xây dựng gắn trách nhiệm cụ thể của từng địa phương với quy định về việc bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội là trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Điều đó cho thấy dự thảo luật nhà ở sửa đổi thời gian qua đã được tiếp thu có chọn lọc, góp phần hoàn thiện luật theo hướng sát và phù hợp với thực tế hơn.